Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi tiếp tục câu chuyện của Tỉnh Thất Bồng Lai. Vừa qua thì quý vị khán giả đã biết là một chàng trai thứ 6 ở trong Tỉnh Thất Bồng Lai dưới cầm đầu của ông Lê Tùng Vân đã bị khởi tố bắt tạm giam, đó là Nhị Nguyên. Chúng ta đã biết là Nhị Nguyên là một trong những chân tay của Tỉnh Thất Bồng Lai chống đối khi bị bắt, đòi khống 3 tỷ đồng để nuốt trộm. Anh là một trong những cá nhân nằm trong cơ sở Tỉnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Đối tượng Nhị Nguyên thường xuyên dùng mạng xã hội chủ yếu là YouTube để chia sẻ hình ảnh thông tin sai lệch về tôn giáo ở Việt Nam, thậm chí sẵn sàng đáp trả lại những bày tỏ quan điểm trái chiều với cơ sở. Nhiều cộng đồng mạng cho rằng là giả tu, trục lợi cá nhân thì sẵn sàng ở bên Tỉnh Thất Bồng Lai là đáp trả, cho rằng là họ đã tu thật. Thì quý vị khán giả cũng biết vào ngày 27 tháng 5, đồng loạt báo chí đưa tin cơ quan điều tra đã chính thức quyết định khởi tố bắt tạm giam thêm bị can Lê Thanh Nhị Nguyên để điều tra tội phạm về lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Được biết, tại trong thời điểm nhận lệnh tống đạt, đối tượng này có thái độ chống đối, không hợp tác với cơ quan chức năng. Dù cho chống đối như thế nào đi nữa thì cơ quan chức năng đã vào cuộc, đã có giấy tống đạt thì không thể nào mà cưỡng lại được đâu quý vị khán giả. Bắt buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc và hỗ trợ để mở cổng mới làm việc được với tên Nhị Nguyên này. Và anh ta cố thủ ở trong Tỉnh Thất Bồng Lai, không mở cửa. Cuối cùng thì cơ quan chức năng cũng phải vào cuộc mở cửa. Nếu ai mà đã theo dõi trong thời gian qua ở Tỉnh Thất Bồng Lai chắc chắn nhận ra Nhị Nguyên là gương mặt không có xa lạ với cộng đồng mạng. Cũng như Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên sử dụng Facebook cá nhân gần 80.000 lượt theo dõi là nơi để truyền tải những thông tin livestream, giao lưu cùng với fan hâm mộ, chia sẻ thông tin sai lệch về tôn giáo. Nam thanh niên này cũng tự nhận mình là sư thầy mặc áo nâu sòng như các chân tu. Vào thời điểm Tỉnh Thất Bồng Lai bị bà Phương Hằng ghé thăm, hay vướng nghi vấn chặn tiền từ thiện giả tu v.v. thì Nhị Nguyên này sẵn sàng xù lông để bảo vệ Tỉnh Thất Bồng Lai, thậm chí dùng những từ ngữ khó nghe để phản bác lại cộng đồng mạng trong lúc mà danh nhân Nguyễn Phương Hằng ghé thăm. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ trong suốt thời gian qua, nhiều fan hâm mộ cũng như là Mạnh Thường Quân đã từng giúp đỡ cho Tỉnh Thất Bồng Lai. Tới ngày hôm nay thì họ cảm thấy cái điều đó là họ vô cùng bức xúc vì toàn bộ những người trong Tỉnh Thất Bồng Lai giả tu hành để trục lợi cá nhân. Nói rằng là những đứa trẻ trong Tỉnh Thất Bồng Lai là trẻ mồ côi lụm lặt đâu đó. Quý vị khán giả thấy là năm chú tiểu đi thi thách thức danh hài, nhưng mà thực ra họ là có mẹ sống cùng, là ba cô gái sống cùng đó quý vị khán giả. Ở nơi đó không có chàng trai nào lọt vào, nhưng mà ba cô gái đã đẻ năm một, có bạn thì đẻ hai đứa, có bạn thì đẻ một đứa. Và cũng liên quan tới Huyền Trân thì video sau Phương Văn sẽ chia sẻ về vấn đề. Và hiện nay thì trong Tỉnh Thất Bồng Lai cũng đã có giấy xét nghiệm những người này. Và trong suốt thời gian qua thì về vấn đề tin đồn của những chàng trai đã bị khởi tố bắt tạm giam, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên cho rằng là con ruột của ông thầy ông nội, đó là ông Lê Tùng Vân. Nhưng mà thông tin đó thì hiện tại cơ quan báo chí chưa có đăng thông tin, chưa xác định được cái đó, thông tin đó là có đúng sự thật hay không. Nhưng có một cái thông tin duy nhất, hiện tại có một người đã được cơ quan công an, báo chí đã chia sẻ, đã xét nghiệm rồi. Họ là con ruột của ông Tùng Vân và bà Cúc. Trong thời điểm vào tháng 1, quý vị khán giả cũng đã biết là thầy ông nội, tức là ông Lê Tùng Vân cầm đầu, và các sư huynh họ cho rằng là Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương,
đã bị khởi tố bắt tạm giam, thì chính anh chàng này Lê Thanh Nhị Nguyên đã trở thành người phát ngôn đại diện cho tỉnh thất Bồng Lai, chia sẻ về những thông tin cũng như là tiếp những cơ quan chức năng đến làm việc. Thanh niên này bày tỏ khá thoải mái, thường cập nhật những hình ảnh các sư thầy trong buồng giam, bên ngoài vẫn chăm sóc, quay clip năm chú tiểu đăng tên YouTube cá nhân đều đặn và không e ngại chụp những hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân của mình, những sư thầy trong buồng giam đó quý vị khán giả. Trước khi nhập kho cùng với các huynh đệ của mình vào nhà đá thì Lê Thanh Nhị Nguyên từng nhận không ít gạch đá vì bồi thường là hơn 3 tỷ đồng vết sẹo trên mặt. Thì trước đây ông Thắng bà Mai đến tỉnh thất Bồng Lai để tìm Diễm My, nhưng mà hai bên có sự xô xát với nhau thì gây ra thương tích. Trong cái vụ án đó thì cố ý gây thương tích vào vào tháng 10 năm 2019, đó là ông Võ Văn Thắng là cha ruột của Diễm My và bà Châu Vinh Hóa 46 tuổi cùng ngụ quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh và nhiều người khác họ hàng đến hộ gia đình của bà Cao Thị Cúc 62 tuổi ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An để tìm con gái nhưng mà không thành công. Trong lúc đó thì quý vị khán giả biết là một bên thì đi tìm con, một bên thì cố tình là giấu giếm. Thì giữa ông Thắng tìm con gái trong tỉnh thất Bồng Lai thì xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại giữa một số người ở tỉnh thất Bồng Lai, trong đó có Lê Thanh Nhị Nguyên. Ông Nguyên cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném trúng tay bà Châu Vinh Hóa. Do bức xúc hành động của Nhị Nguyên, bà mà bị tấn công, bà Hóa cầm miếng gạch men vỡ ném thẳng vào nhóm người này. Lúc đó trúng vào Nhị Nguyên gây thương tích với tỷ lệ là 13%. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Châu Vinh Hóa mức phạt là 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích và buộc bồi thường số tiền là 9 triệu đồng cho bị hại, đó là Lê Thanh Nhị Nguyên. Quý vị khán giả đã biết lý do mà bồi thường 3 tỷ đồng thì Lê Thanh Nhị Nguyên đưa ra nhiều lý do khá bất hợp lý và không có chứng cứ cụ thể. Nhị Nguyên cho biết là trước đây thu nhập hàng tháng của mình là khoảng 20 triệu đồng, số đầu tư vào việc khác cũng như là tập thể hình đi thi đấu từ các dự án âm nhạc, biểu diễn, live stream. Riêng yêu cầu về bồi thường về thẩm mỹ thì ông Nhị Nguyên chỉ mới tham khảo giá của một số cơ sở thẩm mỹ và nói về thẩm mỹ cái vết sẹo mà bị bà Vinh Hóa đó, bà ném chúng đó quý vị khán giả. Thì sau khi nghị án đến hơn 21 giờ đêm ngày 19 tháng 2 thì tòa án phúc thẩm đã tuyên án. Theo đó, hội đồng xét xử nhận định đa số các kháng cáo của ông Lê Thanh Nhị Nguyên không có cơ sở để chấp nhận. Tòa tuyên y án 2 năm tù đối với bị cáo Châu Vinh Hóa nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm. Đồng thời buộc bị cáo Hóa bồi thường thêm 6 tháng lương cơ bản cho bị hại, tức là Nhị Nguyên, tổng số tiền khoảng là hơn 17 triệu đồng. Kính thưa quý vị khán giả, ai đã từng theo dõi câu chuyện của tỉnh thất Bồng Lai thì đã biết là tới ngày hôm nay thì chúng ta cũng không còn gì để nói nữa, không thể nào mà binh vực tỉnh thất Bồng Lai thêm một giây phút nào nữa. Tại vì quý vị khán giả biết là mọi thứ đã được phơi bày hết rồi. Khi mà công an vào cuộc đã bắt tạm giam thì tất cả những người đó không thể nói là không có tội được quý vị khán giả. Phải có tội, thời gian theo dõi đã của cơ quan chức năng trong thời gian dài, có chứng cứ hồ sơ, có tất cả những gì mà liên quan tới tội phạm của mình thì cơ quan chức năng mới vào cuộc và khởi tố bắt tạm giam. Chứ không phải đương nhiên mà cơ quan chức năng đã vào cuộc bắt tạm giam được. Cho nên cái việc mà những người đã từng trước đây đó là ủng hộ cho tỉnh thất Bồng Lai thì hôm nay nhiều người lên tiếng họ vô cùng thất vọng, cứ tưởng là nơi đây là trẻ mồ côi vì lòng thương gửi tiền bạc để giúp đỡ hỗ trợ cho các em không cha không mẹ, cảnh mồ côi. Nhưng mà cuối cùng thì ông Lê Tùng Vân là cái người mà cầm đầu ở trong tỉnh thất Bồng Lai từ khi 30 mấy 40 năm trước, từ khi sinh Lê Thanh Minh Tùng ra đó quý vị khán giả. Thì Lê Thanh Minh Tùng bây giờ là con ruột, cũng từng live stream một lần với danh nhân Nguyễn Phương Hằng. Tới ngày hôm nay thì anh cũng chia sẻ hết tất tật về cha ruột của mình, đó là ông Lê Thanh Tùng Vân.
Và trong trang YouTube của mình thì anh Lê Thanh Minh Tùng cũng không giấu giếm, ảnh ghi ở dưới phần mô tả là ổng chính là một cái sản phẩm lỗi của ông Lê Tùng Vân và em ruột của mình, đó là bà Vân. Thì sinh ra Lê Thanh Minh Tùng mà ông Lê Tùng Vân không nhận. Và sau này thì quý vị khán giả thấy là lùm xùm xảy ra cái việc mà ông Lê Thanh Minh Tùng livestream cùng với bà Hằng nói là con ruột của cụ Lê Tùng Vân đó. Thì ổng cũng lên tiếng là không nhận. Và người con này cũng vô cùng bức xúc, nói là đây là việc làm tội lỗi mà gần 40 năm qua. Thì bây giờ anh Lê Thanh Minh Tùng là con ruột, ảnh nói lên sự thật. Và tất cả những người trong tỉnh thất Bồng Lai cũng từng sống chung cũng đã biết là đạo diễn giỏi. Đó là ông Lê Tùng Vân. Ổng từng có 7 bà vợ, hiện tại là sống chung, đó là bà Cao Thị Cúc đó quý vị khán giả. Và còn nhiều bà khác nữa. Thì mọi người cũng nhớ là cách đây khoảng 2 năm thì về việc lùm xùm mà Nguyễn Sim đã đưa ra một số giấy tờ có giấy khai sinh của các bé mồ côi đó, thực sự có mẹ có khai trong giấy khai sinh nhưng mà không có cha. Như vậy rõ ràng cơ quan chức năng đã từng khai sinh cho các bé thì họ đã hiểu được là các bé cũng không phải trẻ mồ côi. Chỉ có những người trong tỉnh thất Bồng Lai này đã lừa dối cộng đồng mạng trong và ngoài nước, lừa dối mạnh thường quân để trục lợi cá nhân mà thôi. Thì tới ngày hôm nay việc là 6 người bị bắt và Lê Thanh Nhị Nguyên chống đối lại cơ quan chức năng nhưng cuối cùng thì cũng không thể nào trót lọt được. Đây là những chia sẻ thông tin Phương Văn đã cập nhật được từ báo chí cũng như là những cái thông tin mà từ cơ quan chức năng đã chia sẻ. Thì quý vị khán giả nếu như mà theo dõi câu chuyện này, mong rằng là tất cả mọi người hãy nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật video mới. Và cũng mong quý vị khán giả nhấn đăng ký kênh mới của Phương Văn, đó là kênh Cuộc Sống Đời Thường Phương Văn. Mong tất cả quý vị khán giả đăng ký để ủng hộ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Mong tất cả mọi người để lại lời bình luận riêng của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.